Nguyễn xin chào quý vị các bạn trở lại trên tổng đài Nguyễn nha. Thì hôm nay như Nguyễn test cái đường thùng có đẹp bó tay, bó tay ha. Thì cái này có giá là 2,6 triệu ha. Thì là gốc tốt, càng dài 22 phím, có tia chính cần ha, có tia chính cần, khóa đúc. Rồi mời cả nhà cùng tham khảo và âm sắc nha. Nhà có nhu cầu thì ủng hộ Dương Nguyễn nha. Số điện thoại Dương Nguyễn là 0987994759. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Dương Nguyễn nha. Dương Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.